2 nha mọi người. Cũng sắp Tết rồi mọi người ạ. Vừa đi làm rồi vừa quay video. Tại vì là hôm qua thì Tèo làm cả ngày rồi. Còn bây giờ thì còn một buổi sáng nữa thôi. Xong rồi sẽ về nhà anh Thịnh để mà đi bắt cá nha. Ở đây mọi người thấy nhiều quả chưa? Quả nó rất là đẹp luôn mọi người ạ. Giờ bắt đầu thu dây để mà đi về thôi. Anh em mà Tèo vừa làm xong thì sẽ xuống cái ao này để bắt cá nha. Đây, ao cạnh nhà luôn mọi người ạ. Này em xuống một tay được không nhỉ? Chắc được đấy. Cái bọn chết. Mấy con cá chê nhỏ nhỏ đây là nó mới đẻ hả? Cá lăng ấy. Cá lăng á. Ô, dí nó. Cái gì? Cá rô phi à? Cá rô đồng à? Bắt. Thôi. Bắt. Bắt làm gì? Bắt được nước cắm. Thôi để nó thả đi. Thả gì đánh bắt mà. Bắt làm gì? Bắt thịt làm gì? Thôi còn cá nhỏ thôi. Nhỏ gì? Rồi, mẹ mẹ. Bắt không được bơn mà. Rồi. Đây mọi người, vừa bắt được một con cá chép nhá. Rất là to luôn mọi người ạ. Bằng 5 ngón tay của Tèo nha. Hồi nãy là Tèo vừa bắt được một con cá chép rồi mọi người. Nhưng mà bị sợi mất rồi. Sáng hôm nay thì là ngày 16 tháng 2 mọi người ạ. Còn 4 ngày nữa là Tết rồi. Đi thăm mẹ với anh trai á, mà Tèo không có tiền để mà đi. Và Tèo cũng có tiền nhưng mà tiền này không phải là Tèo để xài đâu mọi người. Mấy hôm nay Tèo đi làm và dành dụng được mấy đồng á, thì để mà mua camera thôi. Tèo cầm tiền cũng không dám mua cái gì hết á, tại vì rất là nhiều người họ comment video của Tèo báo là đi sinh tồn ấy, mà điện thoại thì Tèo không đi sinh tồn được. Thì có camera thì nó sẽ tiện hơn và mình lặn được nước nữa. Đây cho mọi người xem số tiền mà mấy tháng Tèo dành dụm được á, thì cũng không có nhiều. Đối với Tèo thì tầm đây cũng đã nhiều rồi mọi người. Nhưng mà số tiền này Tèo sẽ không xài một đồng nào hết mọi người ạ. Tèo dự định là mua camera thôi, rồi đi quay sinh tồn cho mọi người xem. Tại vì nhiều người họ yêu cầu như vậy á, nên là bắt buộc Tèo phải chiều theo ý của tất cả mọi người ở trên đây thôi mọi người ạ. Tèo không dám mua thứ gì hết mọi người. Cũng không dám tiêu xài một đồng nào hết. Chỉ để dành cất ở nhà thôi. Rồi dự định là mua camera xong rồi Tèo sẽ chuẩn bị đi quay sinh tồn này. Có rất là nhiều mong muốn và ước muốn của Tèo muốn làm á, và muốn đi quay á. Mà giờ thì một cái điện thoại này nó không đi quay nhiều cho mọi người xem được. Ví dụ như đi sinh tồn này, đi lặn nước này, cái điện thoại thì nó nhanh hết pin nữa. Một mình nó thì quay không nổi mọi người ạ. Quay được có vài tiếng gì đấy là nó lại hết pin này. Giờ thì Tèo chuẩn bị ăn cơm thôi mọi người. Mấy miếng thịt này không phải là Tèo mua đâu mọi người.
Tại vì số tiền đấy không dùng để mà mua đồ ăn đâu mọi người, chỉ để mua camera thôi. Đi đốt heo cho người ta ấy, người ta có cho vài miếng rồi chuẩn bị kho lên để mà ăn cơm nha. Em làm đi, để anh hướng dẫn cho em làm. Đôi dầu vào. Từ. Có đũa. Bỏ nhẹ nha. Từ từ đi anh lấy đũa. Bỏ nhẹ nha, không nó bắn vào người ạ. Hello anh. Anh có chai gì ngon vậy? Vào đi, em đang quay video á. Ăn cơm. Nó ăn chuẩn bị ăn cơm. Đây là anh Tài nè, cũng mới qua chơi. Cũng là trong canh của Tèo á. Cô Hiền là người đi theo Tèo nhiều nhất nè. Và cũng là người đồng hành cùng Tèo và ủng hộ Tèo nhiều nhất. Thì Tèo không biết làm cách nào để mà đền đáp được. Nói chung là những gì mà cô Hiền đã cống hiến cho video và cũng như ủng hộ Tèo bấy lâu nay á. Chỉ mong là kênh YouTube được bật kiếm tiền rồi anh em của Tèo sẽ có động lực để mà đi quay video nhiều hơn thôi. Không mong gì nhiều. Rồi được rồi ạ. Cắt xuống. Cắt đồ này. Ây dạ. Tiếp rồi. Ra từ đây nha. Nhỏ quá. Đấy. Lại bịt. Được rồi đấy. Quá ngon luôn. Giờ sẽ phi hành lên cho nó thơm mùng. Rồi em cầm đũa đào cho nó đều cho không nó cháy. Cứ đổ đi, cứ đổ đi. Được rồi, ok. Móc cũng không đập. Vừa thôi nha, không cay quá. Ít thôi. Ớt này cay lắm, ít thôi. Rồi. Cho rau vào đi. Cho rau thơm vào cho nó thơm thơm tí nha. Ok. Vậy là anh em một Tèo chuẩn bị ăn cơm nha mọi người. Thì sẵn anh Tài qua chơi rồi ba anh em một Tèo cùng ăn cơm luôn nha. Mời tất cả mọi người ăn cơm cùng anh em một Tèo nha. Ăn đi. Đây của anh Tài nè. Anh em cứ tự nhiên như ở nhà nha. Tại vì là muốn đền đáp cho anh em của Tèo bấy lâu nay đã đi theo Tèo quay video á. Mà cũng có gì để mà ăn thôi. Chỉ là mấy miếng thịt mà Tèo nhận của người ta cho hôm qua ấy. Thì nấu ăn rồi mời anh em vào ăn luôn cho vui. Tại vì một mình Tèo thì hiếm khi Tèo được ăn cơm mọi người. Một mình thì buồn lắm. Không bao giờ Tèo ăn cơm đâu. Cứ đi ăn lung tung thôi à. Giờ có anh em vào thì ăn cơm cho nó vui. Thôi giờ Tèo ăn cơm nha. Rồi anh em cứ tự nhiên như nhà nha. Không phải ngại đâu. Tại vì là Tèo đi vào nhà ai cũng ăn cơm mà đói hết á mọi người. Đi vào nhà anh Tài cũng vậy. Rồi nhà cũng Hiền cũng vậy hết á. Cứ nhà ai là ăn cơm ở đó à. Tại vì Tèo mình buột không ăn cơm ở nhà được. Nên là hay sang nhà anh em chơi rồi ăn cơm ở đó luôn mọi người ạ. Trứng chim cút nè. Mời mời nha. Mời cả
ăn cơm xong thì anh em có thể chuẩn bị làm súng để mà tối nay đi bắt cá cho mọi người. Giờ tèo sẽ dùng tâm ván để mà làm súng nha mọi người. Cũng đã làm cái súng xong rồi, giờ chuẩn bị xuống dưới để bắt cá nha. Để xem cái súng của tèo này, là đơn giản thôi, do là sáng nay làm không kịp á nên là không quay được cho mọi người xem. Giờ sẽ đi quay bắt cá thôi mọi người. Cô Hiền thì đứng trên bờ để mà quay video nha, còn tèo với tóc xoăn thì sẽ xuống dưới đi lại. Một con này, một con rồi đây này, vừa mới lặn xuống là bắt được một con đấy. Cá rô cho mọi người, vừa đây lạnh lắm nha, mới nhảy xuống một phát tay hết cả trăm tay luôn. Anh tóc xanh đang thấy nè mọi người, tóc xanh đang thấy chưa không? Từ từ nhá. Ê mọi người. Của rất là bự đây này. U càng rất to. Tèo trúng tiếp này. Đủ, quá là to em mọi người. Cần vui đâu, không đêm à? Không đêm, không đêm. Sao lại không đêm? Cần điện thoại em. Này, rồi bự em ơi. Trên cái tay rồi, chèm bác luôn rồi. Ôi. Cá siêu khủng em ơi. Đây nhá. Thành quả của anh Tèo. Cá vật nó bơi, đục hết nước luôn. Cá gì á? Hỏi chưa? Đâu, cá rô rất to nha mọi người. Đậu phộng. Ui, siêu khủng. Ui. Em mọi người thấy to chưa? Đấy, siêu khủng nha mọi người. Yeah, anh lặn xong em đây, gửi cho chắc cái rắn nào. Ok. Này em vừa thấy cái gì ở trong đó? Cá gì? Cá con dê. Thì là cá con dê. Ấy. Cá ly châu chứ. À, cá ly châu. Quên. Thì mới thấy này, chỗ này. Thật kệ nó đi. Em vừa kêu anh... Rồi nói cho anh kêu em á, nó chạy mất rồi. Đây mọi người, cá rô siêu khủng. Ba ngón tay của mình luôn nha. Ok. Ăn được hai con. Giờ nha, giờ sẽ đi xe dọc con suối để mà đi bắn cá trên kia nha. Giờ hai toàn cây không à? Hai con nha. Anh em một đèo vừa mới lặn bắn cá xong thì lên bờ nhóm lửa sẽ ấm tí. Hôm nay đang bắn cá thì tóc xoăn thấy một con cá nó... nhầm á mọi người. Tóc xoăn nó thấy một con chim... nó đậu bên bờ suối mọi người bắt thì tóc xanh lỡ bắt rồi thì thôi cho nó đi á. Tèo cũng định thả nó đi mà. Đây là thành quả nhưng mà tèo tối nay là mọi người, đây bẩn quá toàn đất luôn nha, chưa rửa. Mấy con này cũng khá là to nha mọi người, chắc cũng được 2 kg mọi người ạ. Giờ có lẽ là anh em sẽ đi về thôi mọi người, lạnh lắm rồi. Đi về đi. Ui, tèo phải lên dốc này chứ, bố không thấy chứ.
Đi về nhà là gió là lô là được thế cô ba chị. Cái cầu là Bình Dương mọi người. Đấy nè, cho mọi người xem. Để xuống ăn cơm thôi. Cái này là bên chân mà cô Hiền là cho từ hôm qua ấy. Giờ là chưa ăn, giờ mới nấu lại. Nó chua chua rồi ấy. Ăn đi. Cái kho bến đầu. Chấm bến nước chấm thần thánh. Mời mọi người à. Xin nghe gì ăn cơm thôi mọi người ạ. Tại vì anh em một tèo đi bắn cá rồi mới có đồ ăn để mà ăn cơm á. Mọi người ăn cơm đi. Ăn này rớt rồi. À. Kéo. Mời mọi người nha. Ăn mấy chừng đấy. Anh em mà Tèo vừa ăn cơm xong mọi người. Trước khi kết thúc video thì Tèo muốn nói vài lời với mọi người á. Tại vì là giờ cũng gần Tết rồi mọi người. Ai cũng gần gia đình rồi, nói chung là có anh em gia đình này kia rồi cũng đỡ một chút. Còn Tèo thì không biết sao nữa. Tèo nghĩ là bản thân của Tèo á, điều buồn nhất không phải là không có tiền để mà chơi Tết hoặc là không có đồ mới để mà chơi Tết đâu. Mà điều buồn nhất với Tèo thì là Tèo chỉ có một mình thôi. Cũng may là có cô Hiền và anh em trong làng cũng đã đồng hành cùng Tèo trong thời gian qua và tới bây giờ. Nói chung là Tèo cũng rất là cảm ơn anh em và tem của Tèo trong trong kênh Tèo Vlog á. Mà Tèo không biết lấy gì để mà đền đáp. Thì chỉ có thể là đi quay chung video rồi nói chung là hỗ trợ nhau vậy thôi. Tèo nghĩ về bản thân của Tèo không có điều gì mà buồn hơn cái việc mà Tết rồi mà không có ai bên cạnh á. Nên là Tèo muốn quay một video này để mà tâm sự cùng mọi người một xíu rồi đi ngủ thôi. Có lẽ là Tèo sẽ kết thúc video tại đây nhá. Tại vì giờ cũng khuya rồi nên là Tèo phải chuẩn bị đi ngủ rồi ngày mai dậy sớm để mà đi dọn mộ cho bố mọi người. Giờ Tèo xin kết thúc video tại đây nhá. Bye bye tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong video khác nha. Bye. Chúc mọi người một tối vui vẻ nha.